Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị tập trung đánh giá những thành tựu kết quả đạt được cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, tổ chức nhận diện các tồn tại hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp tháo gỡ các điểm nút thắt về thể chế trong các lĩnh vực đang được xã hội và người dân quan tâm. Các ý kiến tập trung vào một số lĩnh vực như ứng phó với đại dịch COVID-19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về môi trường, đất đai, an sinh xã hội, tài chính hợp tác công tư. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế phát triển theo nghị quyết của Đảng. Đầu tư cho thể chế chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, một số bộ ngành địa phương thời gian qua chưa tập trung chỉ đạo đúng mức. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo theo dõi nâng cao nhận thức tầm quan trọng về xây dựng thể chế, dành thời gian, công sức thỏa đáng, cơ sở vật chất, đặc biệt tăng cường cán bộ có năng lực trình độ và bảo đảm điều kiện chế độ chính sách cho những người tham gia công tác này, làm sao để thể chế là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng thể chế, đồng thời gắn liền với nguồn lực con người, thiên nhiên và văn hóa, truyền thống lịch sử, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với thiết kế, công cụ kiểm tra, giám sát, quy định trách nhiệm, chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo sự phát triển bền vững và phải đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.